Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 với ôn luyện. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 18. 8 cộng với một số, 8 là cộng với 5. Tính nhẩm 1 ta cộng với 8 là bằng 9. 2 ta cộng với 8 là bằng 10. 3 ta cộng với 8 là bằng 11. 4 ta cộng với 8 là bằng 12. 5 ta cộng với 8 là bằng 13. 6 ta cộng với 8 là bằng 14. 7 cộng 8 là bằng 15. 9 ta cộng với 8 là 10, 17. Bài số 2, đặc tính đầu tính. 8 cộng 6 là bằng 14. 4 ta viết đây, số 1 ta xịt qua bên này. 8 ta cộng với 9. Tám cộng chín là bằng 17. Tám ta cộng với 4 bằng 12. Tám ta cộng với 8 bằng 16. Chúng ta qua bài số 3. Trên xe buýt có 8 bạn, có thêm 3 bạn đang lên xe. Hỏi bây giờ có tất cả là bao nhiêu bạn? Ta lấy 8 ta cộng cho 3. Số bạn. Số bạn. Số bạn. Hiện tại trên xe có là, ta lấy 8 ta cộng cho 3. 8 cộng 3 là bằng 11 bạn. Đáp số 11 bạn. Chúng ta qua bài số 4. Điền dấu bé, dấu lớn hoặc là dấu bằng. Bên này thì có con số cụ thể rồi, còn bên này thì chưa có, chúng ta phải cộng. 8 là cộng 4 là bằng 12. 12 bé hơn 18. 8 cộng 5 bằng 13. Vậy 13 lớn hơn 12. 8 cộng 18, 8 cộng 8 16, với 6 nhân 1 là 26. Bài này 28. 8 cộng cho 6 14, với 4 chứa 1 là 34. Bài này 34 bằng nhau. 8 cộng 8 16, với 6 ta nhớ 1. 26 là 76. 76 này là 68. 5 cộng 8 13, với 3 ta nhớ 1. 6 7 73, bài này 98. Như vậy là 98 lớn hơn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.